Xin chào buổi sáng mọi người. Sáng nay mình ghé mình mua bún to hộp bún thịt nướng ở bên đầu đường. Đường này là đường Hậu Giang, để mình chỉ các bạn nha. Đường Hậu Giang, các bạn đi tới cầu Hậu Giang ha. Cầu Hậu Giang quận phường 5 quận 6. Số này là 251 Hậu Giang quận 6. 251 Hậu Giang quận 6 có con hẻm đó. Các bạn cứ đâm thẳng vô con hẻm đó là gặp bún thịt nướng của cái chị này. Chút xíu à. Các bạn cứ đi đâm vô, chừng nào gặp bún thịt nướng này thì thôi. Chị bán, mấy chị em á ở trong gia đình bán vui tánh mà bán ngon lắm các bạn. Phần lớn vậy có 30.000 phần à. Mà chị làm rất là sạch luôn á. Ngon. Cái bánh tôm á làm hay quá. Tôm ở trong này cửa gì nữa mà không biết, nhưng mà nó giòn mà nó thơm ngon á. Rồi. Ngon quá. Trong tuần á mình ăn cái gì khác chứ mình cũng đáo lại dầm lại ăn của chị à. Singapore đó. À, thấy cái sừng thấy mà sừng bài Singapore nó chị nói đẹp thiệt. Chị nói đúng là cái dạng như là đẳng cấp đó, tiên sừng bài lớn mà đẹp. Đi hoài, chị nói đi hoài mất. Cái đẳng cấp đó là mình làm trong cái đất nước đó là chắc mình làm sân bay đó ha. Làm sân bay càng lớn càng thể hiện ha. Hai sân bay của Mỹ đoạt thứ hạng 2, hạng 3. Sân bay lớn nhất là 100 mấy chục cây số. Sân bay của Ả Rập, bên Ả Rập. Quá trời lớn luôn. Còn hai sân bay của Mỹ nối tiếp, trong đó có sân bay của Bangkok nữa, những sân bay lớn nhất thế giới á, trong đó xếp hạng có sân bay của Bangkok nữa. Sân bay Bangkok là 32,8 cây số. Trời, cái sân bay mà 30 mấy cây số lớn kinh khủng. Ủa, vậy cái sân bay bằng từ cái dưới quê mình lên Sài Gòn nó dài vậy á. Diện tích trăm mấy chục cây số, lớn nhất thế giới. Trời ơi gì sân bay vậy rồi sao đi chạy rồi làm gì chậm thôi hết. Thu hút lại bãi mà thu hút khách đó. Khách ra vào sân bay đó triệu triệu người không năm á. Wow. Mình đó các bạn, mình chỉ thích đi sân bay thôi chứ mình không thích đi máy bay. Bởi vì lên máy bay á các bạn, mình cảm thấy mình chật rồi, cô bác ơi. Trời, bác muốn lạng. Bác muốn lạng vô luôn, ghê quá. Đó, ăn nãy giờ mà còn chưa hết nữa quý vị. Ngon không? Quá ngon. Xin chào buổi chiều tất cả mọi người nha. Chiều nay mình nấu cơm ăn nha mọi người. Chiều nay mình sẽ nấu canh chua rau muống. Cái này là khô, hồi sáng hôm qua mình đã ngâm nước rồi, hồi sáng mình làm tới giờ là nó cũng khô rồi nha các bạn. Mình chiên lên ăn hen, cái ăn với canh chua rau muống. Đó, bây giờ ở trong đây mình có ít chả cá. Rồi bên đây thì mình dùng cái chảo mình chiên khô nha. Mình bỏ vô từ từ nha các bạn.
mình dặn lửa nhỏ lại nha. Trong lúc các bạn chiên khô, các bạn chở qua chở lại nha các bạn. Với lại các bạn lặn dặn lửa nhỏ lại nha. Khô này mình ngâm hồi hôm qua tới giờ luôn á, tạm ra nó sẽ lạc nhất à, nó không có nào mặn đâu. Các bạn đừng ăn khô mặn quá, cái nó không có tốt cho cái sức khỏe của mình. Rồi bên đây thì mình nước cũng đã sôi hết các bạn. Thì bây giờ mình nêm mỗi cái một chút vô nha, xíu đường, xíu muối, xíu bột ngọt với xíu bột nêm. Mỗi cái mình cho một chút xíu ha. Rồi bây giờ nước cũng đã sôi hết các bạn, mình bỏ rau vô. Mình ăn canh rau muống vậy nè. Rồi bọc hồi mình dắt chanh vô các bạn, y như canh chua vậy á. Nhưng mà mình sự thật thì mình không phải nấu canh chua nha. Rồi bây giờ mình để cho ra nước nó sôi lên ha. Nước sôi lên rồi bắt đầu mình dắt chanh vô. Khô cũng đã chín hay các bạn, canh cũng đã chín rồi. Bây giờ mình bới cơm ra, mời các bạn ăn chung với mình nha. Mình chan canh vô nha các bạn. Các bạn qua ăn chung với mình nha. Rồi mình xin mời mọi người ăn chung với mình nha. Cũng là khô nữa các bạn ơi. Chiều á mình hay ăn khô lắm. Ngon. Khô vàng ươm luôn mà mọi người miếng nha. Xin mời mọi người miếng nha. Các bạn biết không, đáng lý mình nấu canh chua rau muống cũng được, nhưng mà người nhà mình thích ăn cái dạng này á, nấu canh chua cũng ngon. Mình tính ha, mua một dĩa canh chua, mua thêm rau muống nữa mình nấu vô. Nhưng mà mình ăn rau gì thì nó thanh đạm hơn. Cuối cùng các bạn biết, giống như canh chua thì mình chỉ có dắt chanh vô thôi, với một mình đem miếng nước mắm vô là nó ra canh chua liền. Không mặn. Đúng rồi, chắc chiều mình ăn vậy là ok rồi hả. Mình sẽ mời mọi người miếng nha. Giờ mà món giờ mà ăn sao cắt ăn khô không chứ. Sao? Mình phải ngâm nước. Ngâm. Mình biết cắt rồi, thấy không? Ăn rất là ngon. Tưởng đó. Thì chữ rồi. Thợ làm hết rồi. Ướp cũng phải giữ thôi. Hả? Ướp thôi, người ta giữ cá thôi. Người ta ướp. Mình phải ngâm vô. Đúng rồi. Thì mình ướp để người ta ướp để người ta giữ cho cái khô nó được ấy hơn. Không bị hư. Không bị hư hơn. Mình ăn thì mình phải ngâm, hay cho nó mới ra ba cái chất mặn. Không ngờ. Thôi, cho kêu mọi người. Mình ngâm bằng nước muối loãng á. Mà sao mình chơi nước lạnh luôn. Mình ngâm qua đêm luôn. Sáng cái nó hết mặn luôn. Gãy luôn chết vậy. Nhớ muối loãng gì nữa mình đâu biết. Gãy cơ luôn. Ăn khô với canh chua này còn gì đúng bài. Mua hết. Mua chung. Mà cô cá sặc cũng vậy nữa. Cô cá sặc không mặn mấy hả. À.
Từ cái ngày mà bắt đầu mình ăn rau khoảng một tuần hơn nói mọi người, mười mấy bữa nay đó, thì chắc mình sụt hết lông mọc 2 cân rồi đó. Buổi chiều quá các bạn, mình ăn rau quá, mình cảm thấy mình sụt cân á, cái bụng của mình nó sẹp bớt á. Mình cũng có khô lù đù nữa kìa, khô lù đù mà chiên lên cũng ngon á. Nhưng mà những cái con khô mà khi mình mua về các bạn rất là nên nhớ, bây giờ nó mặn hay không mình không cần biết, thì các bạn cứ ngâm trước đi, ngâm trước là tính. Vậy cho nó chắc cú. Ví dụ như các bạn buổi sáng thì tối ngày bữa trước á, các bạn ngâm qua đêm. Còn nếu mà các bạn ăn buổi chiều á, thì các bạn sáng ngâm là được, tới chiều là vừa. Vậy á. Đó. Thôi dưới mà tôi nghĩ cái thôi dưới cũng má lên mà nó mà nằm là vậy á. Ừ. Đi chăng. Chào các bạn nha, mình mới vừa ăn cơm xong á các bạn, nghe cái drama của bà Nhân với ông bác sĩ á các bạn. Thì mình nghe câu chuyện là mình biết liền, các bạn thử chốt lại đi, cuối câu chuyện này là ai có lợi và ai có không có lợi, ai cũng có lợi hết trơn á. Bởi vì mỗi một câu chuyện nó xảy ra các bạn phải suy nghĩ cho kỹ, ở bên nào không, bên nào thắng và không bên nào thua hết á. Tại vì cuối cùng á, các bạn thấy không, ngày hôm nay nè, bà Nhân mới làm clip để bà họp báo và làm xin lỗi bác sĩ rồi đó. Trong khi mình đó, mình muốn có con thì mình phải tận tâm tận lực để mình gắng cố gắng mình đi ngày này qua tháng nọ rồi. Thì qua cái câu chuyện này mình muốn nói là quan điểm của mình á, giữ quan điểm, tại vì cái chuyện có con là cái chuyện thiêng liêng mà các bạn đem ra như vậy rồi các bể để các bạn nổi tiếng hơn một chút nữa hay sau đó thì nó thấy nó không có được hay lắm. Ví dụ như mình làm bằng cái thực lực của mình á, còn cái chuyện này mình thấy nó không hay, nó không có tế nhị. Với lại con cái nó thiêng liêng dữ lắm, mình con cái là chuyện của trời ban, nhưng mà mình làm sao mình cầu xin sao mà cho nó thành tâm thành ý thì ông trời sẽ thương, trời sẽ cho. Còn cái chuyện mà bạn đưa ra vậy thì mình theo mình nó không hay lắm. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Mình cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip kế tiếp. Bye bye.